Pregnon, trồng lúa tại làng Slaptown, một khu định cư ven biển cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 150 km về phía tây nam. Khi tôi gieo mạ, chúng chết hết, mạ đỏ quạch, muối vẫn còn trong đất, các loại cây trồng không phát triển nổi. Nước mặn đã phá hủy các cánh đồng lúa của làng trong 2 năm qua. Pregnon không nghĩ rằng anh và những người dân làng khác sẽ có thể trồng lúa trong tương lai. Trên khắp thế giới, biến đổi khí hậu và những thay đổi do con người tạo ra đối với môi trường đang nhấn chìm các bờ biển và khiến mực nước biển dâng cao. Điều này khiến cho nước biển thấm vào đất đai. Nước biển khiến đất đai và nước ngọt bị nhiễm muối, khiến đất nông nghiệp trở nên cằn cỗi. Ở châu Á, độ mặn gia tăng, đe dọa nhiều vùng ven biển quan trọng, nơi người nông dân trồng lúa, cây trồng chủ lực của châu Lục. Chuyên gia Byron Olesander là đại diện quốc gia của Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế tại Việt Nam. Ông nói rằng gạo rất quan trọng đối với an ninh lương thực, đặc biệt là ở châu Á. Đây là cây lương thực chủ yếu của hơn một nửa dân số thế giới. Nó cung cấp hơn 30% lượng calo ở Đông Nam Á. Người ta ăn cơm mỗi bữa, hàng ngày. Tại Việt Nam, nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới. Tình trạng xâm nhập mặn đang biến đổi nhanh chóng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất trũng ven biển, đóng góp hơn một nửa sản lượng lúa hàng năm của Việt Nam. Ông Khâu Văn Ngoan nói, nước mặn phá hủy mùa màng của ông ở Long An. Nếu có nước ngọt, người ta canh tác quanh năm. Còn mà thiếu thì buộc là thời gian đó người ta phải nghỉ. Các chuyên gia cho biết, chính phủ Việt Nam đang lên kế hoạch đối phó với tình trạng xâm nhập mặn bằng cách thu hẹp diện tích trồng lúa, đồng thời đa dạng hóa khu vực này thay vì chỉ sản xuất gạo giá rẻ quy mô lớn. Nhưng lợi ích cho khu vực này lại có thể là tin xấu cho những nơi khác. Most of the export rice from Vietnam comes from the Mekong River Delta. Phần lớn lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đến từ đồng bằng sông Cửu Long, có nghĩa là các nước nhập khẩu gạo lớn, chẳng hạn như Philippines nhập khẩu gạo lớn từ Việt Nam, một số nước châu Phi nhập khẩu gạo từ Việt Nam, Indonesia, họ cũng bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu và tác động của tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. That they are hit also by climate change impacts and salinity impacts in the Mekong Delta. Tổ chức IRI ước tính rằng sản lượng gạo trên toàn cầu sẽ cần phải tăng hàng năm để giữ giá gạo phù hợp với hàng tỷ người sống dựa vào ngũ cốc. Cùng lúc đó, tình trạng biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người tiếp tục khiến mực nước biển dâng cao, nhấn chìm các khu vực ven biển. Quay trở lại Slaptown, Pregnon giờ không biết phải làm sao. From one year to another, there are storms. Tôi lo rằng mưa bão rồi lũ lụt sẽ khiến nước mặn thấm vào những cánh đồng lúa của tôi, của làng tôi mỗi năm. Anh vừa có một vụ mùa thất bát, mất rất nhiều tiền bởi lúa không phát triển. Và trước tình trạng nước mặn tràn ngập những cánh đồng của anh và những hộ xung quanh mỗi năm, chẳng có gì chắc chắn trong vụ mùa sắp tới cả.